Xin chào mọi người và nhất là các chị gái tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Đây là video clip em làm về tử vi vận hạn của 6 tháng đầu năm đối với cái tuổi của các chị trong cái năm Kỷ Hợi 2019, một cái năm mà có thể nói là tương đối dễ dàng hơn là cái năm Mậu Tuất vừa rồi đối với tuổi các chị. Vì là năm vừa rồi các chị có cái sao kế đô chiếu mạng cộng với lục xung của địa chi thì khá nhiều cái điều mà không tốt đẹp. Tuy nhiên ở trong cái năm Kỷ Hợi này, trước hết là mình xét về giáp thiên can, giáp thì nó hợp kỷ thì nó sẽ báo hiệu nhiều điều tốt đẹp ở trong công việc. Thì để có thể nói rằng đó là mình các chị tuổi Giáp Thìn sẽ có một cái năm Kỷ Hợi báo hiệu sẽ tươi sáng hơn cái năm Mậu Tuất rất là nhiều. Đầu tiên hết đó thì em phải tổng hợp qua cái thiên tính của các chị để mà ứng dụng vào cái năm mà của các chị. Thì tuổi mà Giáp Thìn nữ mạng thì năm nay 56 tuổi là dương nữ. Thì như đã biết thì các chị Giáp Thìn thì là được tương sinh tuổi mạng. Tuổi là thìn là thổ, mạng là mạng hỏa. Cho nên nó là gọi là có thể là nói là những người thuận sanh. Tuy nhiên là các chị là có thiên can mang chữ giáp thì nó gắn liền với các sao là liêm trinh, thái dương, vũ khúc, đặc biệt là tam hóa, có tam hóa liên châu. Thì thường là những người này các chị lại cũng Giáp Thìn mà là mệnh hỏa mang chữ giáp nữa, cho nên là cái tính chính trực rất là cao, làm cái gì cũng muốn cái sự ngay thẳng, và thường là có cái bản năng lãnh đạo rất là tốt. Người ta gọi là khôn ngoan mà giỏi ngoại giao giỏi, thường được quý nhân phù trợ do là tuổi mạng tương sinh. Vì vậy cuộc sống mà có thể nói các chị là vốn dĩ là người nắm quyền, bạc tiền thì dễ tạo, sự nghiệp thì có thể nói là ít bị thăng trầm. Thường mà các chị mà thuận sanh vào mùa xuân và mùa hạ thì là thường là lấn át chồng ở trong cái cuộc sống, thường là người nắm quyền lấn át chồng, coi không cần phải như lệ thuộc vào cái người đàn ông. Người Giáp Thìn thì thích nắm quyền ở trong gia đạo. Nghịch sanh lỗi số là vào cái mùa đông, rồng mùa đông, người mệnh hỏa là sinh vào mùa đông mùa lạnh thì là một mình phải quán xuyến trong ngoài, dù có vất vả nhưng cũng không phải là khổ cực cái tấm thân, bản thân là không lo nghĩ về tiền bạc. Và các chị thì Giáp Thìn thì rất là giỏi trong cái chuyện mà làm ăn, cho nên là không có cần phải sợ là mình sẽ phải đói. Chắc chị Giáp Thìn thì ngon ở chỗ đó đó ha. Người Giáp Thìn đó thì không như là các người bính thìn khác là có thể là có cái vẻ ngoài là thanh tao em nhã. Người Giáp Thìn thì thường là không có vẻ ngoài quá là bắt mắt như người bính thìn. Tuy nhiên là các chị thì tuổi trẻ có số đào hoa, có người chia sẻ và có người là đến với mình rất là nhiều, nhưng mà khi đã có chồng thì số của các chị thì khá là tuy là nắm quyền chồng, coi chồng có thể nói là nắm quyền sinh sát ở trong gia đình, nhưng mà thường là những người rất là có tính chung thủy, xây dựng hơi lớn ác chồng nhưng mà vẫn có cũng có gia đình hạnh phúc, chứ không phải là lớn ác chồng xong cũng làm gì làm ha. Từ tiền vận sớm là các chị là nắm tiền sớm, từ khoảng cỡ năm 30, sau năm 34 tuổi là đã có nắm thành công, nhưng mà không được bền vững. Đi vào trung vận thì vào cái thời điểm này nè, vượt qua cái năm Mậu Tuất thì người ta gọi là người Giáp Thìn rất công danh sự nghiệp rất là dễ hiển hách, phát triển. Bây giờ thì có thể nói là các chị cũng đã cái vào cái sự nghiệp đã ổn định rồi thì chỉ có cần phát triển nó thôi, chứ còn không có cần phải bôn ba nhiều thứ để mà rối ren ở trong cuộc sống nữa. Như vậy thì cái đó là cái tổng quan thiên tính cũng như là cái vận hạn của cả đời của các chị. Thường là người Giáp Thìn, người ta nói rằng nữ mạng Giáp Thìn thì số dễ nắm quan nắm quyền, nắm không nắm quan nắm quyền thì cũng nắm ở trong gia đạo, tốt đẹp.
thì vận vào cái năm 2019 năm Kỷ Hợi này nó sẽ ra sao. Thì như vậy, mạng của các chị thì như đã biết là mạng Phúc Đăng Hỏa là người lửa trên ngọn đèn. Mạng Hỏa mà gặp cái năm này là năm Bình Địa Mộc, là có thể là một sinh hỏa là tương sinh tốt đẹp, chủ về tất cả mọi việc đều thuận lợi trong sức khỏe, không phải lo lắng. Nhờ vậy mà khi mà bổ mạng được tương sinh thì các cái phúc tinh và tài tinh sẽ được hưởng lợi rất là nhiều, nó sẽ phát huy giúp đỡ cho cái vận niên, cái vận hạn của năm hanh thông hơn. Mình con người của các chị ở cái tuổi này rồi thì sức khỏe vẫn là cái vấn đề mấu chốt ha, có sức khỏe là các chị có tất cả, không có phải lo lắng gì cả ha. Rồi thì sao chiếu mạng thì rõ ràng là một cái sao không được đẹp lắm, thì đó là cái sao Vân Hớn. Thì người ta hay nói là sao Vân Hớn thì dễ đem lại tai tiếng rối ren. Đàn bà gặp sao này chiếu mạng thì không tốt cho cái việc thai sản, mà các chị mà thai sản gì nữa ha. Thường mà đặc biệt đó là cái sao Vân Hớn này nó có dễ gây bất lợi chuyện thưa cho các chị ở trong cái tháng tuổi đó là tháng 3 âm lịch, và đặc biệt là cả tháng 9 âm lịch. Hai cái tháng này cần cẩn thận đề phòng cái chuyện xấu nó xảy ra. Tuy nhiên là cái sao mà Vân Hớn thì là thuộc hành hỏa, cho nên là gặp người mệnh hỏa của các chị luôn thì nó cũng không có lớn lao đâu, chuyện năm nay nó cũng nhỏ nhỏ thôi chứ còn chả có vấn gì đề gì là quá thất bại. Chỉ cần là các chị biết phòng tránh ở trong những cái tháng xuân đó là một điều tốt đẹp sẽ qua. Hạn thì là hạn ngũ mộ, hạn của năm thì là hạn ngũ mộ. Thì người ta nói hạn ngũ mộ thì hao tài bất của, gặp hạn ngũ mộ thì đề phòng kẻ xấu, bạn bè lừa gạt, nhất là những cái tháng xuân tháng 3 và tháng 9 năm lịch ha. Vận niên thì là vận niên trương phùng hỏa, tức là heo gặp lửa đó, mà heo quay đó ha. Mà thì thường mà gặp cái vận niên này thì có nhiều điều biến cố đột xuất sẽ xảy ra, làm nhiều vất vả nhưng thu nhập thì không được đáng là bao, giúp cho người khác thì gặp cảnh làm ơn mắc oán. Cho nên là có nên là gặp cái vận niên này thì luôn cảm thấy là mình bức bối ở trong công việc, không có được thoải mái, không có được ok lắm. Nhưng mà cũng không sao đâu ha, cái vận niên này thì nó chưa phùng hỏa, mà các chị là người mệnh hỏa nữa, hơi nóng nảy chút xíu thì dễ sinh dị. Cho nên là mình biết là vận niên mình không tốt thì cẩn thận lời ăn tiếng nói với những cái đối tác, dễ sinh ra không có chuyện không làm. Người ta nói vận niên mà chưa phùng hỏa tức là cũng như là mình đang sống trong cái môi trường sinh hoạt có nhiều cái việc nghịch ý trái lòng, dễ nóng giận, giao tiếp thì nóng giận là bị thiệt thòi. Cho nên là càng mà nóng giận thì càng gây thiệt hại. Cho nên là năm nay thì cố gắng một cái xíu là đừng có nóng quá ha. Thiên can thì rất là may mắn, chữ giáp nó hợp chữ kỷ, người ta còn gọi là thiên can tương hợp, đây là chủ về chữ trí. Cho nên là cái công việc nó sẽ hanh thông, các mối quan hệ, cái gì đó mà các chị bỏ trí ra thì rất là ok. Làm ăn thì dễ sinh tài lộc, công việc hanh thông, gặp rắc rối thì dễ có quý nhân giúp đỡ. Cái này cái thiên can mà tương hợp của năm ấy, thì rất là tốt đẹp cho cái việc mà về công việc ha. Địa chi thìn gặp hợi cũng không có tương khắc gì. Tuy nhiên về mặt nạp âm ngũ hành đó, thìn đó là thổ, hợi là thủy, cho nên là gọi là tương khắc. Địa chi tuổi thìn gặp năm hợi là bình hòa, chủ về năm công việc làm ăn, các cái sự mối quan hệ cũng như là gia đạo không có việc gì rắc rối. Gia đạo thì của các chị khó rắc rối lắm, tại vì các chị nắm quyền mà rắc rối là các chị bẻ cổ hết rồi. Người giáo thìn thì hơi nóng nhưng mà đều con cái đặc biệt trung tình. Như vậy thì đó là cái vận niên, cái bên ngoài của cái tử vi. Xét thêm về cái xét riêng về phần công danh sự nghiệp thì nó sẽ như thế nào. Thì công danh sự nghiệp thì xét về tứ trụ thì các chị giáp thìn sinh năm 1964 thì gặp là thiên thắng, nhưng mà địa là địa hung,
Như vậy là thiên thắng công việc làm ăn á, thì sẽ có nhiều cái tích cực. Đó. Tuy nhiên đây là cái năm năm người ta nói là tương xung về về địa chi, thì cần cẩn thận sẽ gặp chuyện xấu khó lường, có thể cả cái sự trong công việc chứ không phải là riêng về cái địa hung là về gia đạo không đâu. Cho nên là các chị cần thấy, mặc dù làm ăn không thất bại nhưng năm nay là sao hạn vận niên thì đều là xấu. Nếu mà các chị quan tâm nhiều đến công việc làm ăn á, mà lơi đi cái việc mà gia đạo á, thì nhiều gặp địa hung nữa thì dễ xảy ra chuyện xấu khó lường. Với tình trạng này á, thì có thể nói là các chị nên làm những cái việc cũ. Dù rằng là mình mới vừa qua cái năm hung niên là năm Mậu Tuất, chữ giáp của mình khắc chữ Mậu của năm Thìn với Tuất là lục xung thì nó có tùm lum chuyện. Nhưng tuy nhiên cái những cái việc đó nó được đưa qua đây thì của cái năm mới này thì các chị cũng đừng nên thay đổi, mà tiếp tục phát huy nó, gây dựng nó, chứ đừng có phá bỏ đi, làm lại cái mới thì sẽ không tốt đẹp ha. Còn xét về mặt tử vi á, thì tiểu vận đi vào thắng địa, có lợi cho công danh tài lộc, mưu sự sức khỏe. Tuy có nhiều chống phá cản ngăn ha, nhưng mà các chị vẫn đạt được cái mục đích của các chị. Tiểu vận này còn có khả năng ngăn chặn hóa giải các sự chẳng lành do cái sao hạn xấu nó gây ra. Tọa cung tiểu vận của các chị á, thì gồm có Hóa Quyền, Quan Phủ, Long Đức. Đó là những cái phúc tinh rất là tốt đẹp cho cái việc thăng quan tiến chức. Tuy nhiên á, là cũng có Kình Dương và Phục Binh hội nhập, cho nên là cũng có cả tiểu nhân chống quấy rối chống phá, và đặc biệt là Phục Binh này là dễ gây ra những cái điều mà không tốt đẹp. Công việc làm ăn ở công sở, hãng xưởng hay ngành nghề tự do, các chị vẫn có chỗ dựa, được sự giúp đỡ giữa vị thế của mình, nhưng mà không tránh khỏi những cái điều mà chống phá của mọi người. Đặc biệt với nè tướng quân nè, Quốc Ấn, Lưu Chiếu, thì các chị thì rõ ràng là thường đóng vai trò chủ động trong công việc cũng như gia đình. Năm nay năm Kỷ Hợi 2019 đó, thì ngoài những cái đó ra thì còn có nhiều phá và bại tinh, cho nên các chị phải lo đối phó giải quyết việc từ trong ra ngoài. Cái này là cũng giống như là cái năm Mậu Tuất mình gặp nhiều rắc rối khó khăn thì nó kéo sang cái năm này, và để làm cho các chị cảm thấy không được thoải mái, đặc biệt là cái nó kèm với cái vận niên, thì các vị chị cần phải giảm bớt cái tính nóng nảy của mình và đừng quá tự chuyên tự quyết mới có thể vượt qua khó khăn. Các chị năm nay thì nên cần có cái có thể nói là cái hỗ trợ từ gia đạo, có thể là chồng con và những cái đối tác làm ăn mình cần lại, mình cần đầm hơn một tí xíu nữa. Người giáp thìn thì các chị nóng nảy rồi là thiên tính rồi, nhưng mà các chị phải đặc biệt là chậm lại một tí, chứ nếu không là sẽ có vấn đề. Hội chiếu thì có đường phù nè, hỷ thần, thì đây là cái điều tốt đẹp, dễ là có chuyện vui trong gia đạo, nhưng mà cũng có cả quan phủ. Hội nhập luôn thì rõ ràng đó là sẽ có nhiều cái rắc rối về mặt giấy tờ, có niềm vui. Đặc biệt là năm nay là nếu như các chị là người giáp thìn đi, cái chữ thìn với lại giáp thìn là thổ hỏa lại được mộc tương sinh, thì rõ ràng là năm nay với cái việc về liên quan về nhà đất của các chị thì các chị rất là dễ sinh tài lộc. Đặc biệt là cũng từ đó có rắc rối về mặt giấy tờ, nếu không khéo có thể gặp rắc rối về cái việc mà kiện thưa. Vì vậy là các chị là người ít gặp nạn nhờ cung phúc đức của mình thì rất là lớn. Có đặc biệt đó là năm nay các chị có Hóa Khoa và cả Tam Đức là Thiên Đức là Phúc Đức ha, thì hội tụ, nên các chị có bị người ta hại hoặc là bị làm gì nữa thì cũng chỉ là cái vẻ bề ngoài thôi, không có đáng nói,
không có làm các chị suy xỉn được, không gặp quá khó khăn ha, khó xâm phạm. Nếu đặc biệt đó là các chị có cái cung mệnh thì có là cả Long Đức Tử Vi thì rõ ràng là rất tốt cho cái năm Kỷ Hợi. Đây là những cung, những cái phúc và quý tinh ảnh hưởng lớn lớn, rất là lớn đến cái đường công danh cũng như là sự nghiệp. Nếu mà các chị mà làm ăn mua bán thì rõ ràng là hôm nay là các chị không phải lo nhiều về cái việc mà bị ế đâu ha, làm ăn sẽ có tiền tài đó. Các chị là rõ ràng đó là các chị là ngoài cái việc nó người là hơn kiểu dạng nóng nảy, nhưng mà vẫn là cái người có tâm tốt, có tâm thờ cúng rồi đi trừ thiện, nói chung là làm những điều mà mình cảm thấy là tốt đẹp ở cuộc sống, gọi là đóng góp cho xã hội. Thì em không nghĩ rằng là mọi người sẽ gặp chuyện xấu ở trong cái năm có khá nhiều cái điều tốt đẹp, tốt đẹp hơn hẳn những cái năm mà Mậu Tuất vừa rồi. Về mặt tài chính thì với các chị có đại hao mà lưu chiếu thì ngoài cái việc mà có thu nhập thì các chị cũng không tránh khỏi cái việc mà mình phải chi tiêu khá lớn. Có thể nói là với cái đại hao lưu chiếu này cộng với cái việc mà mình hạn ngủ mộ ở trên rồi gặp sao vân hớn thì đề phòng mất trộm hoặc là bị lừa gạt tiền bạc. Nhìn chung các mặt đây là năm Kỷ Hợi nó có sao không tốt, vận niên không tốt, nhưng mà nhờ vào tử vi, vào sinh địa, bản mệnh có nhiều phúc tinh, cho nên mọi việc có thể khó khăn bất trắc và vượt qua mà một cách dễ dàng. Có thể nói là năm này nhìn về các mặt can kỷ thì là thuộc âm ha, ngũ hành thì hợp thổ, trung vận là thiếu cung nên thổ vượng, thì rõ ràng là sẽ đem đến nhiều điều tốt đẹp cho cái người nữ mạng Giáp Thìn sinh năm 1964 này. Rõ ràng là các chị không phải mà lo nghĩ ha. Còn về mặt tình cảm và gia đạo thì theo như năm Kỷ Hợi 2019 thì công việc làm ăn của các chị nó có nhiều cái chuyển biến tích cực hơn trong cái năm Mậu Tuất. Chính vì vậy gia đạo cũng bớt đi những rối rắm, không khiến các chị phải lo nghĩ mông lung. Tình cảm của người mà Giáp Thìn thì các chị cũng biết là các chị nóng tính và thường là coi không ra gì, coi người đàn ông không ra gì hết, có cũng được không có không xong, cho nên là thường là mình gắt gỏng khắc khẩu. Cho nên là ở trong năm Mậu Tuất của mình khắc khẩu nhiều điều rồi mình làm ăn không được, mình kéo theo nó nữa, thì năm nay các chị phải tốn công mà đi giải quyết, hoặc là không có vui vẻ lắm, vẫn chưa có phải là cái năm vui vẻ về mặt tình cảm. Vì thật sự là mình nói mà năm trước mình rắc rối nhiều, năm nay có thuận lợi hơn thì mình cũng giải quyết cái rắc rối của năm trước thôi, chứ còn không thể nào mà mình phát huy hết được mọi thứ được ha. Các chị là tuy là tuổi đời khá cao, trách nhiệm và bổn phận mà làm cha làm mẹ thì nó đã lớn rồi, nên các chị nên nhường nhịn nhau một tí xíu, nhịn năm xã một chút, hoặc là nhịn gia đạo một chút cho nó yên vui. Mọi việc trong gia đình nên bàn bạc và sẽ tạo hòa khí nó tốt hơn, chứ đừng có mà tự tung tự tác quyết định mọi thứ mà để cái việc gây rối nó sẽ xảy ra. Với thiên mã ngộ tấu thơ là gia đình có người có thể là đỗ đạt, hoặc là có thể là có được cái con cái của các chị có thể là có tin vui trong cuộc sống, có thể là cưới dâu của các chị ha. Rất năm nay giáp hợp kỹ để các chị rất dễ cưới dâu. Cung tử tức có nhiều sao xấu tốt lẫn lộn, cho nên là dễ có cái việc mà thêm cháu cưới gả. Các chị nên quan tâm đến cái đứa con mà nó không quá 21 tuổi, nó sẽ gây ra rắc rối cho các chị ở trong năm cái này.
quan hệ làm ăn thì rõ ràng là một năm với cái sao Vân hướng thì các chị cần phải để ý, dễ sinh hiểu lầm, tai tiếng. Còn đối với các chị mà đang trong tình trạng độc thân ấy, thì trải qua một năm Mậu Tuất đầy đau đầu thì năm này các chị sẽ đỡ đỡ hơn. Có thể là có được cái người bạn tâm sự, chứ còn giờ các chị lớn rồi thì cũng chả có cần phải gì cao sang là chấp nối gì, chẳng qua là mình tâm sự, mình chia sẻ với nhau cho nó đỡ đi cái sự cô đơn và buồn bã của các chị. Các chị là một người quảng giao rộng rãi nhưng mà thực chất là nội tâm sống rất là nội tâm, la lôi rồi này kia vậy thôi, chứ còn tối về một mình thì cũng buồn lắm ha. Cái người này thì sôi nổi bên ngoài nhưng mà trầm lắng ở bên trong một cách rất là đáng sợ. Rồi đó là về mặt tình cảm. Còn về mặt sức khỏe thì rõ ràng năm nay với cái bụng, cái mạng ok về được tương sinh, vận niên thì nó không ảnh hưởng nhiều đến phần sức khỏe. Hạn thì cũng không quá xấu, cho nên là cũng không có việc gì quá lo lắng về bụng mạng, chỉ cần lo chút, phải nói là lo một tí xíu về phần gia đạo không được ngon lành cho lắm. Bổn mạng có thể nói là một năm và không cần phải lo lắng gì nhiều, có chăng thì cũng chỉ là bệnh sọt nhẹ nhẹ, không phải lo lắng nhiều ha. Với cái hoài hạn là ngũ mộ thì các chị đề phòng cái phần về sức khỏe của mình sẽ có người lừa gạt dựa vào cái sức khỏe mà gây hao tốn. Rõ ràng là nó sẽ có những cái điều tích cực, phải nói là may mắn cho các chị hơn nhiều, rất 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 là nhiều. Nói năm Mậu Tuất chỉ có 3 điểm thì năm Kỷ Hợi của đối với tuổi của các chị đã được 7 điểm rồi ha, trên trung bình, gọi là trung bình khá rồi. Thì hy vọng rằng các chị sẽ vốn dĩ đã là những cái người tài giỏi ở trong cái việc kinh doanh làm ăn thì biết lợi dụng vào cái sự tốt đẹp này mà kiếm được nhiều tiền hơn, xây dựng gia đạo, quản lý gia đạo, quản lý cái cơ ngơi của mình một cách chắc chắn hơn. Em có làm thì em như các video khác thì em có làm một cái vận hạn của 6 tháng đầu năm đối với tuổi của các chị. Thì đầu tiên hết là tháng Giêng của năm Kỷ Hợi 2019, tức là hôm nay đã là ngày 20 mấy tháng Giêng rồi. Thì tháng Giêng của năm Kỷ Hợi là tháng Bính Dần, thì là một tháng gốc hỏa. Như vậy mệnh là ok, Giáp Thìn hỏa ok, quá ngon lành. Cùng hàng hỏa cho nên là sức khỏe bổn mạng được ok. Thiên can là chữ Bính gặp chữ Giáp thì cũng không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ trong cái bán, cho nên là cũng ok. Địa chi Dần Thìn thì tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có xung, cũng không có tương hợp, cho nên không có vấn đề gì cho cái vấn đề gia đạo của các chị. Tiếp đến đó là tháng 2 là tháng Đinh Mão, cũng tiếp tục là một tháng hỏa. Như vậy hỏa sinh, bổn mạng và sức khỏe không có vấn đề, thậm chí là tốt đẹp. Thiên can là Đinh Giáp, cũng không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên là công việc cũng không có vấn đề ok ha. Địa chi Thìn Mão là bị tương hại, thuộc nhóm tương hại. Tương hại được hiểu ở đây là sự xào xáo cản trở gia đạo, rất là dễ sinh rầy rà, dễ sinh buồn phiền. Cho nên là với cái tháng 2 thì các chị cần phải để ý những đứa con trong gia đạo của mình, cũng như là những cái xào xáo gây gỗ với ông xã ha, cho nên cẩn thận. Tiếp đến là tháng 3, tháng Mậu Thìn. Tháng này là tháng tuổi của các chị. Mậu Thìn thì là gốc mộc, như vậy là mệnh là mộc sinh hỏa, bản mệnh được tương sinh,
sức khỏe và bản mệnh tốt. Mà khi mà bản mệnh được tương sinh đó, thì các cái phúc tinh tài tinh sẽ được hưởng lợi, nó sẽ phát sáng hơn, và những cái phá và bại tinh nó sẽ bị lu mờ. Như vậy là có lợi, tuy là phản ấy nhưng mà có lợi về được cái lợi về cái bổn mạng. Thiên can á là mậu, thiên can mậu với lại giáp, như vậy giáp nó khắc mậu, là thiên can tương khắc tháng, công việc dễ gặp khó khăn, và xảy ra nhiều điều không tốt đẹp ở trong công việc như là các mối quan hệ. Địa chi thìn và thìn đó là thuộc nhóm tự hình, ý nghĩa của tự hình là sự cạnh tranh giữa bên yếu quấy nhiễu bên mạnh. Như vậy vào tháng 2 và tháng 3 là cái mối quan hệ trong làm ăn cũng như gia đạo có vấn đề, đặc biệt là tháng 3 với cái giáp khắc mậu thì rõ ràng là sẽ có khó khăn ở trong tháng 3 trong công việc làm ăn cũng như gia đạo, cho nên là các chị cần cẩn thận. Tuy nhiên nhờ tháng 3 và tháng 1 được tương sinh bổn mạng cho nên phúc tinh và tài tinh nó phát sáng, cũng hy vọng rằng với cái phúc tinh hóa khoa sẽ hóa giải bớt cái sự khó khăn ở trong cái thiên can và địa chi của tháng 3 mang lại. Tại sao nãy mà ở trên em nói là để ý cái tháng 3 với là tháng 9 là lý do là như vậy. Tiếp tục là tháng 4. Tháng 4 là tháng kỷ tỵ, tiếp tục là tháng mộc, như vậy là được tương sinh cũng giống tháng 3, bổn mạng sức khỏe tốt ha, các phúc tinh và tài tinh sẽ được hưởng lợi. Thiên can á, là chữ giáp với chữ kỷ, là giáp hợp kỷ của năm luôn, giáp hợp kỷ của năm và giáp hợp kỷ của tháng. Đây là tháng rất tốt đẹp cho công việc, có thể sinh tài lộc rất là ok. Thìn với tỵ là tự chủ bình họa, không hình hại cũng không có xung khắc. Như vậy là tháng 3 xấu chuyển qua tháng 4 là một tháng rất tốt đẹp. Nếu như là em là các chị thì em để những cái việc lớn xảy ra trong cái tháng này, mình quyết những cái gì đó cần làm ở trong cái đầu tư hay là cái gì thì làm trong tháng này, nó là một tháng tốt đẹp, có thể nói là tốt đẹp nhất của năm nay với hai chữ giáp của tháng, với chữ giáp của chị mà kết hợp với hai chữ kỷ cả tháng và năm. Tiếp đến là tháng 5, tháng canh ngọ, tháng 5 của âm lịch của năm Kỷ Hợi là tháng canh ngọ. Thì tháng canh ngọ là gốc thổ, như vậy mệnh là hỏa sinh thổ, bổn mạng bị sinh xuất, cho nên là sức khỏe cần chú ý có vấn đề. Thiên can á, là chữ giáp với chữ canh, giáp chữ canh là canh đó, khắc tương khắc, canh nó khắc giáp, cho nên là tháng này địa chi ngọ thìn thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có xung khắc nhau. Chữ giáp thì thuộc mộc, mà chữ canh này thuộc kim, cho nên là tương khắc của năm, tương khắc của tháng. Mệnh lại bị sinh xuất, mà bị sinh xuất thì các phúc tinh và tài tinh nó sẽ yếu đi. Như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến công việc, nhưng không quá lớn lao. Với cái tháng 5 này thì các chị có dễ dàng khống chế, chứ không có việc gì là quá lớn lao đâu, các chị được yên tâm ha, nó không quá xung khắc. Tiếp đến là tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch của năm Kỷ Hợi là tháng Tân Mùi, một tháng gốc thổ. Như vậy mệnh thổ đồng hàng, quên lộn, mệnh là cũng giống như tháng 5 đó là hỏa sinh thổ là bản mệnh bị sinh xuất, sức khỏe rồi bổn mạng cần yếu, cho nên cần phải để ý. Thiên can á, là tân giáp, tân giáp địa chi thìn mùi, thìn tuất sửu mùi nó nằm trong tứ hành xung, tuy nhiên thìn mùi thì nó ở xa nhau, cho nên nó có tương khắc đi nữa thì nó cũng không quá lớn lao, cũng không có vấn đề gì. Tuy vậy, như vậy thì tháng 5 và tháng 6 thì cũng có thể nói là hai tháng khá giống nhau, không quá nhiều khó khăn đối với tuổi các chị. Các chị trong 6 tháng đầu năm thì các chị phải cần để ý nhất là tháng 2, để ý nhất là tháng 3, tháng 2 ha, tháng 2, tháng 3 thì là hai tháng này thì có chút rắc rối. Còn lại thì rõ ràng là cũng có nhiều điều tốt đẹp chứ không đến nỗi nào là quá khó khăn.
Như vậy thì em đã tổng hợp xong cái tử vi của năm Kỷ Hợi 2019 đối với người nữ mạng Giáp Thìn và cái vận hạn 6 tháng đầu năm đối với tuổi cung các chị. Hy vọng rằng đây là cái thông tin mà các chị có thể ứng dụng vào cuộc sống để mà có được cái sự thành công trong công việc cũng như đời sống gia đình của các chị. Rất vui vì các chị đã chú ý đón xem. Ai xem video thấy hay xin nhớ bấm like và chia sẻ cho nhiều người khác tuổi Giáp Thìn được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi ở YouTube xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ tử vi của các tuổi khác mà mình chia sẻ với mọi người. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.